Về phần camera trước của máy thì V950 không được đầu tư nhiều tính năng lắm. Về cơ bản thì chỉ có hai tính năng thôi, đó là tính năng làm đẹp, tính năng ghi thanh. Và tính năng làm đẹp này thì nó cũng tương tự như là cái phần camera sau, đó là cũng có 10 mức chỉnh làm đẹp cho người dùng lựa chọn thôi, cũng không chỉnh được nhiều như là Oppo, ví dụ như có thể là chỉnh được mắt to rồi mịn da hay là nhỏ cầm vân vân. Tính năng tiếp theo đó nữa là tính năng ghi thanh thì cũng tương tự như camera sau, đó là mình chụp một tấm hình sau đó thì ghi lại một cái đoạn âm thanh khoảng tầm 10 giây. Rồi, mình có thể dừng trước 10 giây cũng được, và sau khi xem lại thì mình sẽ nghe được cái đoạn âm thanh mà mình đã nói ở đây thôi.